Thưa quý vị, mới đây thì Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với một nữ giáo viên đồng sáng lập nhóm trẻ độc lập tư thục LMM School ở số 15 17 đường Nguyễn Phước Lan phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, cơ quan chức năng cũng đã xác định hành vi của cô giáo mầm non đã gây tổn hại đến tinh thần và ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Theo quyết định xử phạt thì giáo viên này đã có hành vi gây tổn hại đến tinh thần, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Các tình tiết tăng nặng gồm có vi phạm hành chính nhiều lần, vi phạm hành chính đối với nhiều người. Tổng hợp các nội dung vi phạm, Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ đã quyết định xử phạt 20 triệu đồng. Trước đó vào khoảng đầu tháng 10, nhiều phụ huynh của trường học này cũng đã phát hiện các trẻ gửi đây có nhiều điểm bất thường như uống nhiều nước, quấy khóc mỗi khi thay tá hay giật mình phụ huynh đã yêu cầu nhà trường trích xuất camera để kiểm tra thì phát hiện nhiều hình ảnh cô giáo ptg hiệu trưởng đang có hành vi bạo hành trẻ như đánh xô ngã tát sách và ném các trẻ nhỏ vụ việc đã được chuyển giao cho cơ quan công an điều tra sau đó ủy ban nhân dân phường hòa xuân cũng đã nhận được đơn xin giải thể của nhóm trẻ này